Xin chào quý vị các bạn. Mấy hôm nay cũng em khá là bận. Anh em đến cửa hàng rồi đóng hàng đi. Cho nên là em cũng không làm được clip mấy hôm nay. Cũng có khá nhiều anh em gọi điện và nhắn tin hỏi thăm. Thì em cảm ơn những anh em đã quan tâm và động viên rất là kịp thời. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên sóng. Giới thiệu với anh em một cái cặp loa nó rất là hot và cái trong tầm tiền thì nó rất là đáng chơi và đáng sở hữu, bởi vì nó sở hữu một cái cấu hình rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó là cặp loa Tannoy Aruden bass 40 cm và củ của nó là củ K3839. Củ này thì nó dùng chung cho Memory RW và HW, như vậy là cái củ này nó là một cái củ rất là hay, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời cái củ Memory K3839. Thì cái cặp loa này hiện tại thì em đang bán với giá là 64 triệu 500. Nó cũng rất là dễ phối ghép bởi vì độ nhạy của nó khá là cao, trên 90, và nếu như đến cái mức công suất lớn hơn thì nó còn đạt đến 112 dB cơ. Chính vì vậy là nó rất là dễ phối ghép. Mà cái dòng bass 40 của Tannoy thì rất hiếm cái loa nó có cái kích thước gọn như cặp này, đúng không ạ? Kích thước gọn như cặp này. Loa Tannoy Aruden thì hiện tại em đang ghép với lại cái âm ly Agophay. E303X. E303X là một trong những cái âm ly mà nó có một cái âm sắc rất là hay, rất là tuyệt vời luôn ở trong tầm giá. Hiện tại em đang bán giá là 40 triệu 500. Máy đẹp xuất sắc. Và đầu CD Tech 25X. Đây là chiếc đầu vừa làm đầu CD vừa làm giải mã rất là tốt. Được rất nhiều anh em chơi sử dụng rồi. Và em không thể em cũng không review nhiều chiếc đầu nữa, bởi vì nó là cái đầu gọi là đầu quốc dân, đúng, bởi vì rất nhiều anh em chơi, rất nhiều anh em đánh giá rất cao chiếc đầu này. Nó có giá là 26 triệu 500, hàng đẹp xuất sắc. Bây giờ thì em xin mời anh em cùng thưởng thức ngay sau đây bộ phối ghép loa Tannoy Aruden 64 triệu 500, âm ly Agufay E303X giá là 40 triệu 500 và đầu CD Tech 25X. Hôm nay để chung vui với đội tuyển Việt Nam, thì anh em nào mà mua trọn bộ, trọn combo thì em này sẽ có một cái mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất với anh em. Nếu như anh em nào mua trong ngày hôm nay, em sẽ bán giá rất là hợp lý, giá tình thương mến thương để chúng ta cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam hôm nay chắc chắn là sẽ giành vô địch SEA Games năm nay. Xin cảm ơn anh em, xin mời anh em nghe thưởng thức ngay sau bây giờ. Hãy
đêm về.